Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai. Chúc các bạn một năm mới vui vẻ, an khang và thịnh vượng. Lâu lắm rồi các bạn, mình mới có dịp mình thấy cái bông hoa ngũ sắc mà nó tập trung nhiều như thế này. Ở đây là cái khu vực là hội chợ hoa sưng của công viên Gia Định, tọa lạc tại quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Sẵn dịp đó tôi cũng làm một clip nhỏ để chia sẻ từ cái giống loại, từ cái kiểu dáng cây chia sẻ cùng các bạn ha. Bởi vì mình làm những nhiều cái loại mai sứ nhiều, nhưng mà cây ngũ sắc ít khi nào mình có dịp mình gặp. Vâng, xin mời các bạn chúng ta cùng nhau chiêm ngưỡng các phẩm đầu tiên rất là nhiều màu. Sắc màu ha, cũng nhiều sắc màu luôn các bạn. Cái cây bên đây thì nó có một cái màu tím rất là yêu ha. Tím. Mình không ngờ cái gốc nó bự như thế luôn, nó quá trời lớn luôn. Đây cái màu đây các bạn ha. Màu đẹp. Dập vòng ghép với cái cây màu vàng. Bonsai những cái gốc cây này, những cái cổ khai thác cái cho quầy trong rừng, chắc cây này lâu năm lắm, cái gốc nó bự chà bá luôn. Nhiều màu ha, rất đẹp luôn. Đẹp lắm ha, 800 ngàn các bạn, cô chủ ra giá 800 ngàn, các bạn cái một tím. Ở đây là miếng mà ông ở ngoài nắng nha, ở ngoài nắng nha, để mà bán được da.
quanh năm lúc nào cũng hoa hết. Dạ, cái này ở ngoài nắng nè. Ông chơi Tết xong ông phải bỏ ra ngoài nắng nha. Rồi, đến đây tôi cũng nói lời chia tay với các bạn rồi. Chúc các bạn đi một lần nữa, chúc các bạn và gia đình năm mới vui vẻ, an khang và hạnh phúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.